Xin chào các bạn, tôi đang có mặt trong chợ Hồ Thị Kỷ. Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đến một cái loại bánh khá phổ biến nhưng mà nó lại có nét đặc biệt riêng các bạn. Gọi là bánh rau mực bạch tuộc, bánh tiêu. Đây các bạn, một cái xe bánh nhỏ nhỏ ở đây. Chị là chị tên gì chị? Chị tên Thuận. Mình bán đây khoảng được bao lâu rồi chị? 4 năm. Đây chị Thuận bán món bánh này đặc biệt các bạn. Cũng bánh tiêu nhưng mà bánh tiêu được chị nghĩ ra một cách khác, thu hút người mua, thu hút các những người ăn các bạn, thực khách. Đây, bánh tiêu rau mực bạch tuộc. Đây, chị Thuận đang làm cái bánh này các bạn. Bánh này có dễ làm không chị? Biết thì dễ mà không biết thì khó làm lắm. Nhưng mà mình học nó có tốn nhiều thời gian. Đây chị đang làm bánh này các bạn. Đeo luôn nè các bạn. Sợi nó nhem dê lên nhau luôn nha các bạn, nó không có gọi là sợi to sợi nhỏ, rất là đều tay. Cái này là cháo quẩy đúng không chị? Đúng rồi. Có cháo quẩy nữa các bạn. Cái này là bánh gì chị? Bánh bò. À, có bánh bò nữa nha các bạn. Cái này giờ trời mưa rồi sao ta? Mưa chị dù em. Mưa dù. Cho dù mà. Mát rồi mới sập cái dù cho nó có dù. Dạ. Chị Thuận ở Bình Định vô các bạn, hai vợ chồng vô đây trong này làm. Học lớp mấy rồi con? Dạ, con học lớp 6 rồi. Năm nay lên lớp 7 đúng không? Có hai đứa con các bạn. Hai đứa nhỏ ra phụ mẹ bán ngoài này các bạn. Không dính mặt con đâu, yên tâm đi. Con không muốn lên mặt là chú đâu cho dính đâu. Đây là mình thuê trọ, mình ở rồi mình bán vậy hả chị? Cháu nợ vô quê, nó nghỉ hè nó mới lên thôi. À, bắt xe đò cho nó lên. Tự đón xe nó lên. À, hai chị em đi luôn á hả? Hai anh em. Ủa thằng Cú, Cú nhỏ vậy mà là anh đó hả? Em cũng có ông anh rể ở Phù Cát á, nhưng mà Cát Nhân rất trinh á. Ở mé đó. Thôi, nó chín rồi đó các bạn, bánh nó chín rồi đó. Có bánh to to đó thì bao nhiêu hả chị? Bánh bằng tay 5.000. À, có bánh bằng tay. Đây, bánh bằng tay này các bạn. Hai loại bánh này cái nào chạy hơn chị? Nó đi ngang ngang với nhau. À. Còn cái này là bánh gì ta? Bánh đùi gà. Nghĩ ra nhiều cái tên bánh. Bạn thấy không? Trời, thích lắm đó nha, hồi nhỏ mà đi học mua này cũng đã lắm. Có khi nào mà, có khi nào nó bị cháy không chị? Chiên quen rồi cháy. Yeah. Lúc đầu thì cháy, như ví dụ như khách vô đông quá rồi mình lo mình bán nó cháy cũng có. À. Chứ còn mình là chiên không bao giờ cháy. Yeah. Đông quá mà người ta hối người ta không chờ á. Yeah. Đây. Các bạn nào muốn ăn thử thì ghé đây nha các bạn, tôi chỉ cho các bạn đi nè. Phía trước đường là đường Lý Thái Tổ đó nha.
bên tay trái này là vòng xoay nè, vòng xoay Lý Thái Tổ nè. Các bạn đi vô đúng không, đi ngang qua đây đúng không, là bên tay phải nha. Các bạn quẹo phải vô là gặp liền luôn. Đây. Không dính mặt đâu con chiên đi. Các bạn dễ thấy lắm bạn, quán của chị Thuận dễ thấy lắm. Mình cái xe vậy. Ở đâu ấy chị? Này em nó làm đó, mình học nó làm thôi, không có học ở đâu á, học ở làm. Cái bánh này cũng là bánh tiêu luôn hả chị? Cho nó thẳng ra ta, cái cong cong kệ nó luôn hả? Sao mình nghĩ ra cái rau mực này chị? Hồi xưa là giữ bánh tròn tròn hơn đúng không chị? Chị mấy giờ chị bán? Sáng bán sáng. Bán tới chiều mà chỉ được vài cái thôi hả? Bán lúc đầu người ta chưa biết á. Thì nó cũng giống như mấy bánh tiêu kia mà sao người ta không thích ta hay sao ta? Đấy là cái bánh giòn này nè. Là lúc đầu mình đi bán là người ta chưa ăn, người ta chưa biết á. Dạ. Bán một ngày 5 cái, 10 cái thì nhiều. Dạ. Hôm nay bán nhiều rồi. Đỡ không chị, bán khoảng nhiêu cái chị? Bánh chị bán từ sáng tới chiều bán, bữa nay bán 400 mấy, 500 mấy. Là tính chung hết luôn hả chị? Hết luôn. Bánh này bữa nay bán cũng được. Chị một phần như thế này thì bao nhiêu tiền hả chị? Là hai cái rau mực hả chị đúng không chị? Có một bọc nữa là một bọc. À, một bọc nè. Bọc là 10 ngàn các bạn. Cũng như là một cái bánh tiêu vậy đó. À. Chiên một miếng vậy là nó mỏng quá, nó gãy. Dạ. Đây, một phần bánh vậy lại 10 ngàn các bạn. Trời bánh luôn á. Đây nè. Ủa sao mới vô mà biết chiên hay vậy?
Dạ con đi theo mẹ, hè là con vô đây mà. À hè nào cũng vô hả? Ủa cái trường này trường gì ta chị? Tiểu học Hồ Thị Kỷ. À kế bên cái trường tiểu học Hồ Thị Kỷ nha các bạn. Các bạn vô là gặp luôn. Đồng khu nhà 107 dễ tìm. À đây này, chị Thuận nói là cái nhà. À các bạn thấy hoa lan hồ điệp này nè. Apollo nè, 107 Hồ Thị Kỷ các bạn tới đây là gặp luôn nè nha. Ừ. Bữa ngày nào mình cũng bán hả chị? Mấy giờ mình bán vậy? Buổi chiều thì trưa mình bán, tới chiều. Trưa tới chiều các bạn. Đây. Lăn bánh đó các bạn, lăn bánh cho nó ra cái miếng xong rồi chạy nó có rau. Bánh bằng tay các bạn. Nó phồng phồng lên đẹp chứ. Nhanh chín hơn ha. Mấy bánh này là bột khác nhau hay gì hay là giống nhau? Bánh cho quẩy bột khác thôi, còn như là giống. Làm cái này nó phồng ha. Có dùng dầu nó văng đúng không? Làm bánh này hơi khó đúng không chị? Chiên này hơi khó, trở phải trở nhanh chứ không nhanh là nái nè. Sao đặt tên là bánh bò ta chị? Xưa này bánh này bánh trước tôi biết đâu. Các bạn nào đi ngang qua chợ Hồ Thị Kỷ ủng hộ nha các bạn.
Tấm nhìn hấp dẫn lắm. Sôi sôi thích. Cho quậy á. Con cho quậy á. Tiêu.